Uh, Milen đường tới IPO thì đây cũng là một trong chủ đề mà uh, đã có từng có những cái buổi uh, buổi buổi tổ chức đấy, hội thảo hội nghị khách hàng VIP đấy, tổ chức ở Hà Nội ở Vĩnh Phúc tổ chức ở Vinh rồi tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy, cái này thì trong cái năm ngoái thì chúng ta cũng đã tổ chức một số những cái sự kiện như thế này thì hiện nay thì em cũng đi các tỉnh thành thì đến thứ năm này thì em lại có mặt ở ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy, thứ sáu thì có mặt ở bên Campuchia làm việc với một số những cái đối tác lớn ở bên đấy xong đến thứ bảy lại có mặt ở, 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 thành phố Hồ Chí Minh đấy xong tối thứ bảy thì không có gì thay đổi thì có mặt ở Hà Nội còn nếu như mà có một số công việc quan trọng thì sẽ có thể là để lùi vé lại đấy thì cái cái lịch trình như vậy xong rồi về thì bắt đầu lại lại tiếp tục với các tỉnh ở ngoài miền Bắc nhưng mà ở đây nói cái một điều là gì chưa bao giờ mà em cảm thấy nó vất vả nhé kể cái câu chuyện như vậy để mọi người thấy được là gì các cô chú anh chị đã bỏ tiền vào đây thì yên tâm cái điều đó đúng không ạ chúng ta đừng lo cái việc là 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 vậy thì không biết tiền mình bỏ vào đấy rồi người ta sử dụng thế nào rồi đội ngũ nhân sự đông như vậy thì hoạt động có hiệu quả hay không đúng không ạ cái lúc này chúng ta chưa phải là cái lúc để chúng ta chúng ta chúng ta ôn nghèo kể khổ đâu chưa phải là cái lúc sau này thành công đã khi nào sau này thành công lúc đấy chúng ta kể lại những khó khăn vất vả lúc đấy nó mới có giá trị thế còn cái lúc này chúng ta đang đang ở cái giai đoạn mà chúng ta đang phải lo vất vả cũng phải chịu bởi vì chúng ta đã dấn thân và chúng ta lựa chọn cái con đường này có đúng không thì bây giờ em vất vả nhưng mà bù lại là gì? Nếu như sau này công ty nó thành công, em có cả một cái sự nghiệp lẫy lừng, có đúng không? Ngoài tiền bạc còn có cả gì? Danh vọng. Đúng không? Đi đâu cũng có bạn. Có thể là em sẽ được đi du lịch miễn phí ở khắp cả nước này luôn. Đấy là cái giá trị, đúng không? Mà để có được cái giá trị đấy thì chúng ta phải chấp nhận đánh đổi từ bây giờ. Bây giờ có thể là gì về tiền tài chúng ta chưa có. Đấy, về danh vọng chúng ta cũng chưa có. Nhưng nếu như cái sự nghiệp này nó thành công thì có phải là chúng ta có tất cả mọi thứ có đúng không <laughs> thế thì chả có lý do gì mà em 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 thấy khổ cả cho nên thành ra là trong 4 năm qua làm ở tại Milan chưa bao giờ cảm thấy là mình mình bị vất vả hay là mình khổ quá hay là biết thế mình không làm chưa bao giờ có cái tư duy đấy thế thì kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện mà cái này thực tế ở trong gia đình em nhé bà xã thì cũng kiểu cũng cũng lo lắng thì thấy công việc cũng vất vả ấy cũng đi lại nhiều rồi để ABC bởi vì khởi nghiệp mà chúng ta phải chấp nhận cái việc đấy thì cũng nói rằng là thế thì không thì thì đi làm một cái công việc gì đó 15 đến 20 triệu. Đấy, 15 đến 20 triệu để dành thời gian cho gia đình. Thế mọi người biết em trả lời thế nào không? Thế em bảo là thôi tốt nhất là là giải tán. Đấy, đường ai nấy đi cho nó nhanh. Đấy, chứ còn anh là là anh phải có sự nghiệp của anh ấy, đàn ông con trai mà bây giờ mà cứ lại cứ đi 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 một cái mức lương 15 20 triệu một một tháng thì thôi thà là gì? là là chết đi cho nó khỏi trận đất đấy chứ còn nam nhi đại trượng phu phải có phải có trí khí phải có nghị lực phải có tham vọng thì đấy mới là đấy mới là em còn em không biết là là nhiều các cô chú các anh ở đây đã từng đã từng như vậy chưa nhưng em trả lời vợ em như thế đúng không em trả lời vợ em em trả lời thẳng thẳng thừng luôn nếu mà không không đồng ý nữa thì thôi đường ai nấy đi chứ bây giờ mình mình muốn là sau này con cái mình được đi du học ở mỹ này được đi du học ở úc được du học ở canada này mà bây giờ mình lại không chịu vất vả là sáng 8 giờ đi chiều 5 giờ về thì làm được cái gì nữa có đúng không đây cho nên em trả lời thẳng như thế luôn mà cái vấn đề ở đây nữa là gì nếu như cái sự nghiệp của em nó thành công nó không chỉ là sự nghiệp của riêng cá nhân em Đấy, mà nó còn sự nghiệp của hàng nghìn con người cùng ở đây. Tham vọng của em, em em làm như vậy. Em muốn như vậy, thì em phải chấp nhận hy sinh. Thế cho thành ra là không kêu ca, không có phản nản, cái gì nó cũng có giá của nó hết. Ở trong 4 năm qua thì thực sự là đôi khi cộng đồng chúng ta cũng chỉ được nghe một số những cái, hoặc là đọc một số những cái bài báo thôi. Nhưng mà phải nói thực sự là anh em ở trong công ty phải xử lý rất vất vả nhiều vấn đề. Cứ lặng lẽ, âm thầm thôi. Việc ai được giao cái gì thì việc người ấy làm đấy và sau này thì uh, em tùng cũng cũng không thể kể hết cho mọi người nghe nghe những cái câu chuyện đấy được vì vì là gì chúng ta chưa đến lúc chúng ta phải kể những cái điều đó mà chúng ta phải chờ đến một cái ngày nào đó mà chúng ta thành công đã đúng không chúng ta phải đại diện cho công ty là chúng ta phải làm sao phải đại diện cho đất nước này đấy, chúng ta phải gõ chuông chúng ta phải rung chuông đấy, chúng ta phải IPO chúng ta phải niêm yết cái mã cổ phiếu của chúng ta lên trên một cái sàn chứng khoán nào đó Đấy, và thể hiện được là gì cái sự gì trong đúng cái 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 sứ mệnh của chúng ta đó là gì khẳng định cái thương hiệu Việt cái trí tuệ Việt lúc đấy chúng ta hãy kể về những cái khó khăn còn thực sự anh chị thấy là uh, nếu mà chúng ta đã từng gặp gỡ những cái người mà doanh nhân đó, đấy chủ tịch các cái tập đoàn lớn ở Việt Nam ấy thì khi mà 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 họ thành công rồi <laughs> thì chúng ta nghe lại những cái câu chuyện mà họ kể về những cái cái biến cố trong công việc trong cuộc đời của họ thì chúng ta mới thấy được là gì nó có giá trị <laughs> thế còn hôm nay thì cũng chỉ nói sơ qua như vậy nhân tiện là nhắn nghe được một cái uh, nhận được một cái tin nhắn về xử lý uh, truyền thông cho nên là chia sẻ với mọi người thêm một uh, chút xíu ngoài lề là như thế thế còn lại thì uh, mục đích của buổi ngày hôm nay ấy, thì chia sẻ cho anh chị một số những cái thông tin nó 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 về tình hình công ty hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một vài những cái thông tin về công ty và thứ hai nữa là chia sẻ mọi người là ngày mai thì anh tài giám đốc tài chính thì có đi sang Singapore đấy gặp và để trao đổi làm việc với một vài quỹ hôm trước thì quỹ người ta cũng có sang đại diện quỹ thì người ta cũng có sang công ty rồi giám đốc trung tâm của AI trung tâm trí tuệ nhân tạo với cả 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 giám đốc của dự án May Finance cử cũng đã chia sẻ với lại các đối tác rồi thì ngày mai thì uh, bên uh, đại diện của của anh Lê Minh là giám đốc của Alamat với cả Việt Nam với cả là anh Tài giám đốc tài chính của tập đoàn thì cũng sẽ sang bên Singapore để làm việc đấy và sắp tới từ thời gian tới đây thì có thể là chính cả bản thân là chủ tịch uh, Hoàng Mai Trung và kể cả em nữa thì cũng sẽ đi tiếp xúc và làm việc với lại các cái quỹ đầu tư ở bên Hồng Kông đấy thì lịch trình trước mắt là 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 như vậy từ nay đến 2000 đầu năm 2024 thì cái lịch trình nó cũng tương đối dày đấy, đôi khi là Thứ nhất là liên quan đến vấn đề về bảo mật truyền thông Và thứ hai nữa là nhiều khi bận quá Cũng không có 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 thể chia sẻ được Với tất cả các anh chị Thì thôi cố gắng là <laughs> mỗi một tuần như thế này Thì ngoài cái buổi là uh, Chia sẻ của chủ tịch vào tối chủ nhật Thì em Tùng cũng sẽ 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 có những cái buổi tối để chia sẻ cập nhật Cho mọi người thêm về cái tình hình công ty Một lát nữa thì em Tùng cũng chia sẻ cho mọi người một Cái tài liệu, Đấy, tài liệu này để làm với việc, việc quỹ Đấy uh, và để cho mọi người thấy là uh, Không phải là Em có nghe một số thông tin là không biết là thằng này nó nó dừng vốn cộng đồng rồi thì nó sống bằng cái gì doanh thu nó cũng không có quỹ nó cũng không vào vậy thì nó sống bằng cái gì rồi là Alamat thì nó chỉ là một cái thằng tư vấn thôi chứ có phải là quỹ đầu tư đâu rồi chắc là cũng chỉ chụp chụp truyền thông vậy thôi <laughs> thực ra thì uh, nếu như mà chúng ta mà cứ phải ngồi mà chúng ta nghe những cái điều như vậy thì và chúng ta cảm thấy là nó bực bội nó tức tối nó ức chế thì chúng ta không có làm được cái gì hết đấy khi mà chúng ta đã xác định là chúng ta làm lớn ấy thì chúng ta phải biết là gì chúng ta nghe những cái gì và bỏ ngoài tai những cái gì thì chúng ta mới có thể làm lớn được đúng không ạ chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta chỉ hơi nghe một tí thôi là chúng ta bắt đầu là chúng ta đã phản ứng chúng ta đã phản kháng và chúng ta cảm thấy bực mình và chúng ta quay lại chúng ta chúng ta tranh luận chúng ta cãi nhau với họ thì thực sự là chúng ta không có thời gian để chúng ta làm việc sản phẩm của chúng ta ấy nếu để bóc tách thì chúng ta có đối thủ cạnh tranh meland.com là trang listing, chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Trang mây chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Mây chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Mây value chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Đúng không? Mây 3D chúng ta cũng có đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu để là gì, gộp lại cả thành một cái hệ sinh thái thì cũng xin thưa với các anh chị hiện nay là gì, chúng ta chưa có đối thủ cạnh tranh. Và chính vì cái mô hình hệ sinh thái như thế này mà thời gian vừa rồi là chủ tịch có đi sang Mỹ <laughs> sang đi sang Mỹ cùng với cả bên VCCI. Bên CCI thì sang bên Mỹ thì cũng có một số những cái trường đại học ở bên đó thì người ta cũng có được nghe được giới thiệu về những cái cái doanh nghiệp đi cùng. Và trong đó thì cũng có một trường đại học là họ ấn tượng với cái mô hình của Melan. Đôi khi cái cái gì ạ? Cái sự thành công nó đến từ cái sự khác biệt. Đấy, cái câu slogan của của cái sản phẩm gì mà các anh chị biết là cái từ gọi là gì? Think different đúng không? Đấy có nghĩa là cái gì? Cái suy nghĩ khác biệt để thành công được và cái 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 tập đoàn nó có cái slogan đấy nó là một trong những thằng công ty lớn nhất thế giới hiện nay và quay trở lại cái câu slogan của Mayland tại sao nó lại là cùng nhau khai thác giá trị đấy mọi người có có nghĩ được cái câu này hay không đấy hay là chúng ta chỉ biết là à slogan của Mayland là cùng nhau khai thác cái giá trị nếu chúng ta nghiệm lại cái câu chuyện ở đây là như thế này chúng ta đang sống trong cái thời đại gì nền kinh tế số nền kinh tế chia sẻ đúng không nền kinh tế 4.0 và chúng ta đã được trải nghiệm rất nhiều những cái mô hình của cái nền kinh tế số này ví dụ như Grab, Uber đúng chưa đấy và đối với Mayland ấy đối với Mayland ấy thì chúng ta thấy một cái câu chuyện như này này chúng ta có cái slogan là cùng nhau khai thác giá trị có nghĩa là gì chúng ta cùng nhau làm chúng ta cùng nhau vất vả chúng ta cùng nhau đóng góp chúng ta cùng nhau hy sinh và chúng ta cùng nhau hưởng cái thành quả lao động đấy 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 là cái ý nghĩa của cái câu là gì cùng nhau khai thác giá trị là như vậy là nó nó có ý nghĩa cái chỗ như thế đấy và chúng ta hãy cùng nhau kiếm tiền từ cái thị trường bất động sản này năm 2030 thì theo đánh giá của của PLC khi hợp tác với Mayland thì 2030 chúng ta quy mô của thị trường bất động sản ở Việt Nam á quy mô của thị trường bất động sản Việt Nam nó sẽ tăng lên cỡ khoảng 1.230 tỷ đô đấy thì lúc đấy là chúng ta sẽ có một cái cơ hội rất lớn thì bây giờ này em cũng chia sẻ cái màn hình này cho mọi người và em chia sẻ mọi người một chút liên quan đến cái nội dung của cái cái buổi ngày hôm nay. Đây là cái chuỗi giá trị trong cái ngành bất động sản. Cái này là em lấy ra từ cái trong cái báo cáo của Pillerdocy. Đấy. Đấy, trong chuỗi giá trị của ngành bất động sản có 8 cấu phần quan trọng và Protech nhắm đến việc đưa ra các giải pháp công nghệ để tạo giá trị cho các đối tượng tham gia chuỗi giá trị. Thế thì trong cái tám chuỗi giá trị này ấy, thì nó có thứ nhất là sở hữu đất này, phát triển đất này, nghiên cứu và thiết kế này, thu xếp vốn này, vật liệu xây dựng này, bán bất động sản này, quản lý bất động sản này, khai thác bất động sản. Đấy, thì thế thì cái đối tượng tham gia đây nó là cái gì? Đúng không? Các anh chị nhìn ở cái dòng này. Đấy, sở hữu đất thì có thể là gì? Cá nhân, tổ chức, tư nhân, tổ chức nhà nước. Phát triển đất thì bao gồm là gì? Nhà phát triển bất động sản, đơn vị thi công. Đấy, rồi nghiên cứu thì công ty nghiên cứu. Đấy, thiết kế ý tưởng kiến trúc đội thất thu xếp vốn thì có ngân hàng nhà đầu tư tổ chức cá nhân đấy vật liệu thì nhà cung cấp này đấy công ty xây dựng thầu chính thầu phụ đấy công ty môi giới đấy rồi là công ty quản lý bất động sản rồi người mua để ở đấy, khai thác bất động sản vậy thì các hoạt động hoạt động trong chuỗi các giá trị là gì ví dụ như đối với sở hữu đất thì là mua bán này góp vốn này đấu giá này khởi xướng ý tưởng này quy hoạch tổng thể lập đề án kinh doanh này đấy mọi người nhìn trên cái này thì mọi người sẽ thấy rõ đúng không ạ đấy rồi thu xếp vốn thì cấp vốn cho nhà phát triển bất động sản này nhà thầu dưới hình thức vốn chủ sĩ hoặc vốn vay này đấy cung cấp vật liệu xây dựng này đấy bán bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản này dịch vụ bảo trì này đấy đấy cư trú cho thuê bán lại này đấy thì mọi người thấy là như thế này này đây là đây là tám cái cấu phần trong cái chuỗi giá trị của ngành bất động sản thì chúng ta thấy là hiện nay là chúng ta đang tham gia rất nhiều vào trong cái cái này đúng không Đấy rất nhiều vào trong cái này và trong 8 chuỗi giá trị này năm 2030 nó có quy mô kinh tế lên tới 1.000 hơn 200 tỷ đô. Đấy là một con số cực kỳ kinh khủng. Đúng không ạ? Vậy thì nếu như bây giờ là trong thu xếp vốn chúng ta cũng có tham gia, trong bán bất động sản chúng ta cũng có tham gia quản lý bất động sản, khai thác bất động sản và chúng ta sẽ là những cái đơn vị. Đấy, chúng ta là những cái đơn vị là gì? Proptech đấy và nghiên cứu xây dựng phát triển các phần mềm để phục vụ cho cái chuỗi giá trị trong ngành bất động sản như thế này thế thì các anh chị hình dung là thế trong số một tám trăm hai mươi mấy tỷ đô đấy mà nếu như chúng ta chiếm được một phần ở trong đấy thì chúng ta sẽ 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 kiếm được tiền như thế nào đúng không chúng ta phải nhìn vào cái bức tranh lớn đấy để chúng ta biết được rằng là gì chúng ta đang tham gia vào một cái thị trường nó có đủ lớn hay không đã còn nếu như bây giờ mà chúng ta tham gia vào một cái thị trường nó quá hẹp đúng không? một cái thị trường nó đã bão hòa, một cái thị trường nó quá hẹp và một cái thị trường nó quá nhiều cái sự cạnh tranh giống như thương mại điện tử. <laughs> đấy, giống như thương mại điện tử, thì các anh chị hình dung là cái 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 sự sống sót của chúng ta liệu cái tỷ lệ phần trăm sống sót nó có cao hay không? cái đấy là chúng ta phải 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 quan tâm. cái nhiều người bảo là bây giờ tôi à, à, tôi mới đầu tư tham gia vào một cái mạng xã hội. đấy, các anh chị hình dung là gì? mạng xã hội nó đã có từ bao giờ? Facebook có từ bao giờ? Zalo có từ bao giờ? Twitter có từ bao giờ, đúng không ạ? Rồi Instagram có từ bao giờ? Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta xây dựng một cái mạng xã hội và chúng ta cạnh tranh với các đơn vị đó? Đấy, chúng ta phải tư duy ở cái chỗ như vậy. Vậy thì khi chúng ta đầu tư một dự án thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái dự án đó, đấy, cái dự án đó họ nhắm vào cái phân khúc nào, cái thị trường nào, thị trường đấy có đủ lớn hay không? Sau đó chúng ta mới quay trở lại là gì? Cái bài toán cái mô hình kinh doanh của cái cái dự án đó nó như thế nào. Đấy thì để chúng ta thấy là chúng ta đang tham gia một cái thị trường nó thị trường nó rất lớn đúng không? Ở đây em chia sẻ một vài cái hình ảnh liên quan đến cái tài liệu mà chúng ta chia sẻ với các quỹ đầu tư. Đấy, đây là một cái tài liệu mà chúng ta kết hợp với cả đối tác chiến lược Alamat ấy, đấy để chúng ta làm việc với lại các cái quỹ đầu tư như thế này. Đấy, đây là team đội ngũ lãnh đạo. Đấy rồi đây là team đội ngũ về mặt công nghệ. Đấy và cái này thì chúng ta cũng có chi tiết và sau này khi mà đi chia sẻ và đàm phán với các quỹ đầu tư thì chính anh em đội ngũ lãnh đạo và và các cái team công nghệ này sẽ phải là cái người trực tiếp đấy để trao đổi và phản biện đấy mà đàm phán với lại các cái quỹ đầu tư đấy, chúng ta sẽ trở thành một cái cái gì một cái nền tảng một cái platform đấy về product, đấy, có thể là gì lớn nhất ở Việt Nam ở đây là đây là những cái cái tài liệu này ở đây là những cái uh, thư mục đấy mà chúng ta sẽ phải chuẩn bị để chúng ta chúng ta đào tạo với cả gì đào tạo với cả các cái quỹ đấy, đào, à chúng, không phải đào đào tạo mà chúng ta phải đào đần phải phải gì phải trao đổi phải làm việc với các cái quỹ đầu tư đấy đây là những cái thu mục mà chúng ta sẽ phải giải trình đúng không về mặt tài chính về mặt uh, kinh doanh về mặt uh, sản phẩm đấy rồi về mặt là gì Uh, cái 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 số lượng mà nhà đầu tư đã tham gia vào đây rồi ABC cái thứ như nào đấy thì để cho mọi người thấy là chúng ta phải chuẩn bị nó 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 rất là kỹ càng đấy rồi cái độ mở rộng của cái thị trường cái cái cung cầu của thị trường đấy rồi những cái giải pháp hiện tại thì nó đã đáp ứng được cái thị trường nó như thế nào <laughs> đấy để chúng ta thấy là cái quy mô của thị trường nó, nó 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 rất là lớn và cái tốc độ nó tăng trưởng nó nó rất là cao đấy mà nó có thể là tăng trưởng lên tới là chỉ mấy chục phần trăm trên một năm Đấy, và ở đây là chúng ta cũng có những cái tài liệu nó rất là kỹ càng. Đấy, ở đây là 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 làm tài liệu đây là toàn bộ là tài liệu bằng tiếng Anh hết. Đấy, toàn bộ tài liệu bằng tiếng Anh hết thì những ai ở đây là chúng ta có khả năng đọc hiểu tiếng Anh thì chúng ta sẽ biết là chúng ta phải chuẩn bị một cái cái nó rất là chuyên nghiệp nó như thế nào. Đấy, nãy mà cái mà em chia sẻ với mọi người là trong cái chuỗi giá trị đấy tám cấu phần quan trọng trong cái chuỗi giá trị của bất động sản ấy thì ở đây là chúng ta đang tham gia vào đây. Đúng không? Đấy, chúng ta đang tham gia vào cái này nó đã được rồi chuyển sang cái dạng tiếng Anh để thu xếp vốn để để cho mọi người thấy này trong cái chuỗi giá trị đó thì chúng ta thấy là gì ngoài Mayland ở từng những cái thời điểm thì sẽ có những cái ông gọi là đấy, tham gia và chúng ta nhìn cái hình cái cánh chim chưa đấy nó giống như kiểu cái cánh chim logo của Mayland thì chúng ta thấy là gì đấy trong sở hữu đất rồi phát triển đất chúng ta cũng có đúng không đấy trong nghiên cứu thiết kế chúng ta cũng có đấy rồi trong thu xếp vốn thì chúng ta cũng có bán bất động sản chúng ta cũng có quản lý bất động sản chúng ta cũng có đúng không? Đấy rồi, rồi công cụ quản lý các thứ này kia chúng ta cũng có. Thì để thấy được rằng là gì cái hệ sinh thái của Merlin này nó bao trùm, nó bao trùm toàn bộ <laughs> hầu hết trong cái chuỗi giá trị của ngành bất động sản. Đấy mọi người nhìn thấy cái màn hình, cái biểu đồ ma trận nó đi theo hàng ngang nó đi đi theo 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 hàng dọc. Đấy để mọi người thấy là gì cái hệ sinh thái của chúng ta là chúng ta cover, chúng ta ôm được đấy. Rất là rộng bao phủ cái thị trường như này thì đấy, đấy nó là một trong những cái cái điểm rất là mạnh Đấy là một trong những cái điểm rất là mạnh và <laughs> các anh chị hình dung là trong cái quy mô của 1.000 hơn 200 tỷ đô đến năm 2030 á thì các anh chị đã tham gia vào cái sản phẩm hệ sinh thái của Mayland thì các anh chị sẽ thấy không? Với nhiều sản phẩm như này thì các anh chị hình dung là đi thì nếu mà một người dùng ở Việt Nam giả sử sau này chúng ta có khoảng 20 triệu người dùng trong tổng số 100 triệu người dùng đi thì người ta không dùng sản phẩm này người ta cũng dùng sản phẩm khác đúng không? người ta không có nhu cầu về thu xếp vốn người ta có thể là cho vay hoặc là người ta có thể vay thì cũng là đối tượng khách hàng của mình đúng không rồi các chủ đầu tư bất động sản cũng là đối tượng khách hàng của mình những người làm môi giới cũng là bất động đối tượng khách hàng của mình những người có nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch cũng là khách hàng của mình các ngân hàng cũng là khách hàng của mình có đúng không đấy rồi kể thậm chí là kể cả các tổ chức tín dụng họ cũng là khách hàng của mình cơ mà thì để cho mọi người thấy là cái 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 khi mà chúng ta tới đây á, các anh chị mà bắt tay vào mà làm sản phẩm phát triển các sản phẩm của Mayland ấy thì các anh chị rất dễ làm bởi vì nếu như bây giờ Mayland chỉ có một sản phẩm giả sử như là một cái trang đăng tin đi nếu như bây giờ chúng ta chỉ có một cái trang đăng tin bất động sản thôi thì theo các anh chị là chúng ta đi kiếm người đăng tin ở đâu đúng không bây giờ ai cũng làm thì bây giờ là ở cả Việt Nam này có bao nhiêu cái bất động sản đang cần mua bán vậy thì chúng ta kiếm cái 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 cái, cái tin đăng bất động sản ở đâu thế vậy thì nếu như bây giờ là không chỉ tin đăng ok tin đăng thì cho thằng khác làm đi ta không cần làm tin đăng nhưng tao là cái thằng là gì tao có sản phẩm may finance là một cái sản phẩm là có thể gì thu xếp vốn nó là chính là một cái sản phẩm thu xếp vốn đúng chưa đấy và tao có một cái nền tảng cho vay ngang hàng người có bất động sản có nhu cầu vay tiền và cái người có tiền có thể cho vay là tao có cái mô hình đấy luôn đúng không rồi tao có các sản phẩm CM để quản lý cho các chủ đầu tư và các sàn bất động sản và CM cho cả người môi giới. Rồi tao có cả những sản phẩm định giá phục vụ cho cả gì? Cho cả ngân hàng, cho các tổ chức định giá, phục vụ cho những người làm bất động sản chuyên nghiệp. Rồi tao có sản phẩm là gì? May Value liên quan đến gì? Sản phẩm định giá, tao có thể phục vụ cho cả ngân hàng. Đấy, tao có phục vụ cho cả gì? Khách hàng B2B là khách hàng doanh nghiệp và khách hàng B2C là khách hàng cá nhân. Đấy. Thế thì nếu như vậy thì khi các anh chị gặp một các anh chị làm nhiều sản phẩm như thế này chúng ta có nhiều sản phẩm như này thì các anh chị gặp một ông làm bất động sản các anh chị không bán được sản phẩm này thì chúng ta cũng bán được sản phẩm khác có đúng không chứ còn nếu bây giờ mà chúng ta chỉ có một hoặc hai sản phẩm thì bây giờ là hai sản phẩm người ta cũng từ chối cả hai thì có phải là chúng ta không có giới thiệu được cái gì không nhưng mà nếu bây giờ chúng ta có cả trong tay mà một cái hệ sinh thái như này thì đương nhiên là lúc đấy là cái câu chuyện đấy, cái câu chuyện thì chúng ta để để chia sẻ về cái hệ sinh thái này và cái câu chuyện để chúng ta thu thuyết phục người ta sử dụng một trong các sản phẩm của mình cái câu chuyện nó dễ hơn rất nhiều đấy gặp chủ đầu tư chúng ta cũng có thể tư vấn được gặp là gì môi giới chúng ta cũng có thể tư vấn được gặp sản bất động sản chúng ta có thể tư vấn được gặp ngân hàng chúng ta có thể tư vấn được thì đấy là cái gì cái lợi thế trong cái việc là khi mà chúng ta xây dựng ra một cái hệ sinh thái này như thế này đấy đấy đây là những cái sản phẩm co đấy sản phẩm co của chúng ta để chúng anh chị hình dung là khi chúng ta đi làm tài liệu, đấy, chúng ta chúng ta chia sẻ với các cái nhà đầu tư quốc tế, các quỹ đầu tư để chúng ta phải phân tích, để phải, phải trình bày được cho họ. Chúng ta phải có có gì, có căn cứ chúng ta phải có cơ sở là tại sao chúng ta lại đưa ra những cái điều đó như thế này. Đấy, thì đấy là chia sẻ cho mọi người sơ qua một chút về cái tài liệu thứ nhất và cái tài liệu thứ hai thì em có thể chia sẻ với mọi người đây, chia sẻ nhanh nhé, chia sẻ nhanh về cái tài liệu đây là cái tài liệu mà nãy em có cắt ghép này, cái này thì không chia sẻ cho mọi người được đấy đấy để mọi người thấy là nó nó rất là dài nó rơi vào cỡ khoảng là gì hơn 60 trang cơ đấy thì mọi người sẽ thấy là làm nó nó rất là chi tiết và cụ thể nó như thế này thì để chúng ta hình dung được là là khi đi làm việc với các quỹ đầu tư nước ngoài người ta làm rất chuyên nghiệp đấy mà chúng ta không thể hiện được cái sự chuyên nghiệp mà đặc biệt là chúng ta không phải là những thằng mà 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 đang tạo ra giá trị thật cho xã hội thì chắc chắn là không có quỹ nào người ta đầu tư hết đấy cho nên mọi người thấy là là gì đấy chúng ta làm nó phải có gì có căn cứ nó có cơ sở đấy và nó có thực tế thực tiễn đấy đấy thì chia sẻ với mọi người như vậy thì để mọi người hình dung là là cái sự chuẩn bị của chúng ta nó rất kỹ đấy các anh chị cố gắng đừng xem màn hình làm gì em lướt nhanh vì nó là nó là tài liệu bí mật đấy thì không không để chậm được đấy phải lướt nhanh như vậy để ai mà có quay màn hình cũng không thể xem được đấy không kịp đọc luôn đấy nhưng mà em xem để cho mọi người thấy là cái sự sự chuẩn bị chúng ta nó rất là kỹ đấy sự chuẩn bị chúng ta nó rất là kỹ và sắp tới đây là là chúng ta khi triển khai sản phẩm vừa rồi em em đi với các sở chia sẻ cho mọi người một tí là vừa rồi em đi với 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 các sở tài nguyên môi trường <laughs> thế thì khi em chia sẻ cái câu chuyện là cái cách thức mà giữa Mayland và các cơ quan của nhà nước ấy chúng ta hợp tác với nhau như thế nào ấy thì các anh ấy rất thích đấy các anh bảo thì đúng đáng lẽ nó phải như vậy mà kinh tế với chính trị nó phải bám vào nhau như thế đúng không đấy rồi là gì nhà nước thì có trong tay cái này đấy nhưng mà không có chức năng giống như kiểu đi làm kinh tế làm thương mại như các doanh nghiệp và các doanh nghiệp họ có gì họ có có kinh nghiệm có chuyên môn có kỹ năng có nguồn lực và họ không ngại va chạm họ làm được thương mại đấy, thì lại phải làm sao đấy thì phải bắt tay với gì với nhà nước đấy thì khi em đi chia sẻ những cái câu chuyện và ở đây là là chi tiết thì em không muốn nói nhé bởi vì nó liên quan đến những cái cái bí mật mà em phải chia sẻ mọi người như này này. Khi em đưa ra những cái định hướng mà hợp tác với 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 các cơ quan của nhà nước ấy thì em có em em đã tư duy một cái điều trước đấy rồi, em bảo là chắc có lẽ là chưa có đơn vị nào làm như thế này. <laughs> chắc có chưa có đơn vị nào làm như thế này. Thì 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 mấy cán bộ nhà nước họ cũng nói luôn của Sở Tài nguyên Môi trường họ bảo là thực sự là uh, lần đầu tiên tôi thấy ông Tùng vác bộ hồ sơ đấy. Đấy. Uh, vác bộ hồ sơ đến để 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 mong muốn là hợp tác theo cái hình thức như thế này nó có căn cứ có cơ sở nhé chứ không phải là là bây giờ là mình đến để mình mình bảo là anh ơi cái việc này bây giờ nhà nước không cho phép đâu nhưng mà anh làm thế nào để biến nó không thành có đi đấy khởi không có phép thành cho phép đi không phải em làm việc ở đây á có anh gì anh trần công sự vừa nói là dính tới nhà nước thì bôi trơn này nọ mệt mỏi à cái này không cái này cũng không không hẳn đúng đâu anh ạ à. thực ra cái đó thì có cái đó thì có tồn tại trong cái cơ chế chính trị này nhưng mà gì chúng ta làm việc như thế nào nếu như chúng ta xác định là chúng ta làm vi phạm pháp luật thì chúng ta mới phải làm cái như thế đấy còn em khẳng định với các anh chị luôn là khi em đi làm nhé em đi làm việc theo cách của em ấy em chưa phải bỏ ra bất cứ một đồng tiền nào thế nhưng mà tại sao khi em ngồi em làm việc em chia sẻ và người ta lại đón nhận và người ta sẵn sàng hợp tác Đấy, bởi vì cái thứ bao giờ em cũng đặt lên trên bàn để em đàm phán, em làm việc. Nó là gì? Thứ nhất là có lợi cho nhà nước. Thứ hai là có lợi cho chính tỉnh thành đó khi hợp tác với Mayland. Thứ ba là gì? Có lợi cho người dân. Đấy, và thứ tư là gì? Đương nhiên sẽ có lợi cho cả doanh nghiệp. Thế thành ra là khi em đặt lên một cái câu chuyện ở đây á, mà thậm chí là bây giờ mình khi mình hợp tác như vậy thì mình lại không cần xin ngân sách nhà nước, đúng không? không lấy một bất cứ một đồng nào của ngân sách nhà nước, không lấy bất cứ một tấc đất nào của nhà nước. Đấy, cho nên là nhiều các đơn vị mà họ họ muốn là gì? Họ chuyển đổi cái đất nông nghiệp, họ chuyển đổi cái đất nông nghiệp, họ chuyển đổi đất này đất kia, rồi họ lập dự án ABC thế này thế kia thì họ mới phải là gì? Đôi khi là họ phải bôi trơn, họ phải thẻ này thế kia. Nhưng mà mình đâu có, mình đâu có đến mình xin đất, mình đâu có đến mình xin tiền đâu. Mà mình đến mình mong muốn là gì? thực hiện cái chủ trương đường lối chính sách của nhà nước của chính phủ trong công tác chuyển đổi số thì hôm nay doanh nghiệp tôi đến đây tôi thấy là gì cái việc này chúng tôi có thể làm được chúng tôi đề nghị cái cách thức làm việc abc như này nó, khi mà làm như này thì hình thức hợp tác nó như thế này đúng không đấy rồi là cái lợi mà người dân được nó như thế này đấy nhà nước được như thế này và doanh nghiệp được nó như thế này đấy đấy cho nên là là khi đấy là lý do tại sao mà mà khi chia sẻ nó rất là thoải mái thế thì khi hôm lên trên thái nguyên thì khi mà tôi chia sẻ và tôi cũng đặt cái, thẳng cái vấn đề này như vậy tôi nói luôn là bây giờ bọn em đến không vì vì ngân sách của nhà nước cái đó không thể giàu được luôn đúng không mỗi dự án ví dụ như là một vài ba chục tỷ thì mà bây giờ là ví dụ giả sử như là làm 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 ăn cả cơ đấy làm ăn cả cơ ví dụ bây giờ một mình 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 mình, mình doanh nghiệp một mình tôi cơ thì mình còn ăn được nhưng bây giờ là doanh nghiệp mà có hàng chục ngàn con người như này lấy được 5, 3 tỷ, 10 tỷ về thì không đủ chia. Phải xác định luôn ngay từ ban đầu ấy là gì? Mục đích chúng ta không làm để chúng ta kiếm tiền từ ngân sách của nhà nước. Đấy là cái quan điểm rất rõ ràng. Cho nên đến khi mà chia sẻ với mấy anh trên Thái Nguyên thì các anh bảo là ồ bên này có cách tiếp cận vấn đề rất hay. Thực tế nó là như vậy. Bởi vì là mình mình đâu phải là đến là gì? Đến, 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 đến. đến là gì để mang tiền này quà cáp cho các lãnh đạo đấy anh ơi anh cho em xin dự án rồi anh anh thế này thế kia rồi mai em sẽ sẽ chia sẻ lại tranh từng này từng kia mình có vậy đâu nhưng bây giờ chỉ nói anh ơi em làm kinh tế đấy thì bây giờ em có những cái mong muốn nó như thế này đấy mà làm nếu mà làm thì đôi bên sẽ cùng có lợi như thế này nhà nước có lợi như thế này người dân có lợi như thế này em có lợi như thế này đấy thì các anh xem là các anh có 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 hợp tác được hay không thế thì công nghe công hiểu vấn đề thì thì công bảo ok nếu mà thế này thì chủ trương là anh em có thể làm được còn lại này bây giờ các bộ phận bên dưới để nghiên cứu xem là cái cách thức về về công nghệ như thế nào, đấy hình thức hợp tác như thế nào, cái cách thức như thế nào, rồi cơ sở pháp lý nào ABC thì anh em làm đi rồi triển khai thôi, đấy thì đấy là 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 như vậy là để chúng ta thấy là gì, chúng ta có những cái cái thuận lợi nhất định, bởi vì sao bởi vì chúng ta đang đi theo đúng cái dòng chảy và đúng cái mong muốn của của nhà nước, đấy cái đấy nó là nó nó là cái quan trọng và và vừa rồi thì em cũng đi nhiều. Em cũng đi nhiều thì thành ra là và hiện nay có thể thấy một điều nữa là rất nhiều tỉnh thành hiện nay cái công tác chuyển đổi số hiện nay họ đang làm sao? Họ đang họ đang rất là giáo diết Và cái năm 2024, năm 2025 có thể là một cái năm bản lề. để cái công tác chuyển đổi số nó nhanh và mạnh hơn nữa. cho nên em cũng đặt một cái mục tiêu rất lớn để cho cái công tác chuyển đổi số của của Maryland trong cái năm sau 2024 Đấy là em sẽ phải làm công tác chuyển đổi số được bao nhiêu tỉnh thành. Đấy trong 3 tháng đầu năm thì phải ký kết với bao nhiêu tỉnh thành về về việc hợp tác, đúng không? Đấy rồi trong năm 2024 thì sẽ phải ký được bao nhiêu tỉnh thành trong công tác chuyển đổi số năm 2025 sẽ làm như thế nào như thế nào. Đấy thì mục tiêu nó nó rất là rõ ràng, cụ thể là như vậy. Đấy và thậm chí là khi làm việc cơ quan nhà nước này em phải định hướng luôn là đến năm 2030 là chúng ta chúng ta phải như thế nào rồi. Đấy, có nghĩa là cái tầm nhìn của em nó gì? Nó như vậy và em mong muốn cái điều đó và họ thấy là gì à cái mong muốn đấy của họ của mình cũng là mong muốn là gì nó là mong muốn của nhà nước chứ không phải là bây giờ là chúng ta đang và thậm chí chia sẻ với các anh chị như này cái sản phẩm May Finance vừa rồi anh 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 gì đấy có comment anh thắng anh Thomas thắng ừ. anh thắng ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh nói là nếu triển khai sớm được sản phẩm May Finance sẽ giúp cho việc khơi thông dòng vốn trong dân do rất nhiều người có bất động sản nhưng kẹt tiền mặt mà vay ngân hàng thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí và không hề dễ dàng chỗ nào cái này đúng đó và đấy chính là cái sản phẩm May Finance của chúng ta sẽ được ra đời trong cái thời gian tới. Thì <laughs> hiện nay là có một cái cái hay là như này, khi mà đi chia sẻ xong á, khi đi đi mới chia sẻ xong thì đã có nhà đầu tư của chúng ta là là gì? Là là chuẩn bị tiền rồi. Có người 1 tỷ, 2 tỷ, có người thậm chí có người 20 tỷ có sẵn rồi. Bảo bây giờ bao giờ May Finance uh, chuẩn bị triển khai thì cho anh gửi vài chục tỷ. Đấy anh có tiền sẵn rồi. Đấy sau này bây giờ lại rất nhiều anh trong Bình Dương nữa bây giờ bảo là bây giờ em ơi bây giờ là anh có một nguồn khách hàng có rất nhiều đất, bây giờ anh đang cần khoảng một vài chục tỷ để bây giờ là anh ấy lo cho cái dự án của anh ý, đấy và bây giờ thì khi nào thì cái dự án này sẽ triển khai, đấy và chúng ta nói luôn nhé, cái May Finance của chúng ta không tạo ra để cạnh tranh với ngân hàng, Vậy yeah, cho nên là đừng anh chị đừng đi đâu bảo là bây giờ mây finance của tao mà đưa ra là 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 các ngân hàng chết hết, đừng có nói như thế nha. Họ mình mà nói như họ mình nói nói như thế là mình chết trước đó. Cho đừng 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 nói như thế. Mà chúng ta chỉ là gì? Chúng ta chỉ là một đơn vị tài chính fintech. Đấy, chúng ta làm một cái nhiệm vụ là thu xếp vốn và nó nằm trong một cái ngách của cái thị trường bất động sản. Những cái người mà họ không có đủ khả năng để họ vay ngân hàng á, bởi vì vay ngân hàng lãi lãi thấp hơn là so với việc là gì mày vay mây qua finance như thế này đúng không? Đấy, thì thì chẳng có lý do gì mà họ vay được ngân hàng họ không vay. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang là sao? Bởi vì ngân hàng họ có những cái tiêu chuẩn của ngân hàng. Mặc dù họ biết là anh chị là gì, kinh tế tốt, có thể hoàn toàn trả đủ cả gốc cả lãi. Trả đủ cả gốc cả lãi. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Anh chị đang bị một cái vết là gì? Trong 3 năm trước anh chị bị một cái nợ xấu và cái CIC mà của bên ngân hàng nhà nước ấy đấy nó vẫn còn cái vết đó và trong vòng chưa hết 5 năm thì họ chưa xóa được cái nợ xấu đấy là anh chị không thể vay được ngân hàng mà nếu như bây giờ mà cố tình cho vay thì sau này có thể bị ngân hàng nhà nước họ phạt chính cái ngân hàng đấy đúng không vì ông đã vi phạm vào những cái nguyên tắc của ngân hàng đấy ví dụ như vậy hay là bây giờ là tôi yêu cầu là bây giờ anh 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 này anh có đủ tài sản đấy rất là đẹp nhưng mà bây giờ bảo cho vay anh cần 300 tỷ anh thế chấp toàn bộ những cái sổ đỏ của anh ấy anh vay 300 tỷ để anh thực hiện cái dự án bất động sản của anh ấy nhưng bây giờ ngân hàng cũng không thể cho vay được bởi vì nó liên quan đến vấn đề là gì các quy định đấy liên quan đến vấn đề về quản trị rủi ro trong cái gì lĩnh vực về tài chính ngân hàng của nhà nước ông không thể cho vay được mà bây giờ không cho vay được thì vay ở đâu có đúng không bây giờ làm nào vậy chẳng lẽ bây giờ cái dự án đấy cứ để trôi như thế mà trong khi mình có tài sản mà chỉ vì là gì tôi nợ xấu 4 năm rồi còn đúng một năm nữa là hết 5 năm là cái hệ thống CIC nó sẽ xóa nợ nó sẽ xóa cái đó khỏi hệ thống đấy thế thì như vậy là để 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 cho chúng ta thấy là gì cái cái may finance của chúng ta đưa ra ấy là để là gì để chúng ta xử lý một cái vấn đề ngách của cái cái vấn đề về thu xếp vốn đấy cho nên là những anh chị nào sau này là chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được tiền may mát chúng ta cũng kiếm được tiền may mát chúng ta cũng kiếm được tiền đúng không bây giờ anh chị đi tra cứu kế hoạch cho khách đấy bởi vì không phải ai cũng biết cách thức chức tra cứu kế hoạch ai ai cũng có thể làm sao rành về mặt công nghệ thế nếu bây giờ anh chị là uh, tạo một cái tài khoản nạp vào một ít tiền sau đó thì bây giờ có ai đó có nhu cầu thông tin bất động sản thì chúng ta bảo mày có tra cứu không ta tra cứu cho này đúng không tra cứu xong cái cho xin 200 trăm ngàn đúng không đấy ví dụ như thế một ngày đi tra cứu cho 5 người thì có được triệu đấy đấy là sản phẩm mây map nha cái thứ hai nữa là cái sản phẩm về gì mây 3 d Đấy, tí nữa đúng 5 phút nữa em mời hai ông chuyên làm về sản phẩm lên đây để cho các ông kể cho anh chị nghe người thật việc thật, không biết là mấy ông này nói thì có hay hay không. Đấy, nhưng mà nói thì chắc chắn là không hay bằng em rồi, nhưng mà mấy ông đấy là làm thật. Đấy, em mời là phải mời những ông làm thật lên đây để công chia sẻ để các anh chị hình dung là gì nó nó không phải là một cái gì điều gì đó quá phức tạp mà chúng ta có chịu nghe chịu nghe zoom chịu khó học về sản phẩm chúng ta hay không và chúng ta có lắng nghe chúng ta có hiểu được thị trường họ đang cần cái gì hay không thôi Đấy, mà tại sao họ kiếm được tiền? Đấy mặc dù là là ông một một anh anh ở Vĩnh Phúc, bây giờ Vĩnh Phúc còn chưa có đủ dữ liệu kế hoạch hiện nay mới đang hợp tác. Đấy chưa có đủ dữ liệu kế hoạch nhưng ông vẫn được kiếm được tiền từ sản phẩm MayMap, và ông vẫn kiếm được tiền từ sản phẩm May 3D. Đấy, thế thì lý do là là như thế nào? Đấy rồi cái sản phẩm May Finance trong này chúng ta cũng vậy. Đấy thì sau này thì các anh chị nếu như bây giờ mà chúng ta biết được người thân người quen của mình mà chúng ta có tiền, đúng không? Có tiền nhàn rỗi thì chúng ta cũng có thể làm sao chúng ta có thể được gửi thông qua cái mây finance này hoặc là chúng ta có được khách hàng mà những cái đấy này các anh chị đều hoa hồng hết nha đấy chia sẻ với các anh chị là chúng ta không có chuyện là làm không công đâu đấy không có chuyện là bây giờ là chúng ta kiếm được một khách hàng về cho mây finance mà chúng ta lại không có không công đâu chúng ta có hoa hồng hết chúng ta có hoa hồng hết đấy chúng ta kiếm được người có tiền gửi vào đấy cho mây finance thì chúng ta cũng kiếm được chúng chúng ta cũng có hoa hồng hoặc là các anh chị có thể kiếm được người mà có bất động sản cần vay tiền cho mấy finance chúng ta cũng kiếm được tiền đấy nó giống như các anh chị đang làm uh, tín dụng ngân hàng vậy nhưng mà vấn đề là bây giờ ngân hàng người ta lại sao người ta lại 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 không các anh chị có kiếm được gửi tiền vào ngân hàng các anh chị không có hồng cơ nó lại không có chính sách chứ còn nếu mà có thì bây giờ là có khi là ai cũng đi làm được đấy ai cũng đi làm được đúng không nhưng mà mây finance thì chúng ta lại xây dựng cái cơ chế đó Đấy, chúng ta lại xây dựng cái cơ chế đó để làm sao ai cũng có thể kiếm được tiền đấy cho nên đấy là quay trở lại câu chuyện là cái lý do là tại sao cái câu slogan là cùng nhau khai thác giá trị là như vậy